Thách thức của Nga khiến phương Tây chùn bước. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đã hơn 170 ngày kể từ khi trận chiến ủy nhiệm Nga phương Tây nổ ra. Mỗi một ngày, Nga đã phải chi một số tiền khủng khiếp lên tới 900 triệu đô la cho nó. Nếu đem số tiền này nhân với số ngày mà trận chiến đã kéo dài, thì đó thực sự là một con số rất lớn. Phương Tây tung ra hàng ngàn các lệnh trừng phạt đổ lên Nga với hy vọng sẽ làm sụp đổ nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, điều đó tới tận bây giờ vẫn không xảy ra. Ngược lại, người Nga còn bội thu ngân sách, không chỉ từ dầu, khí đốt hay lương thực và đất hiếm, mà Nga đang khai thác các mỏ khoáng sản trị giá khoảng 12.000 tỷ USD ở Ukraine. Đó là một số tiền mà Nga có thể dùng để bổ sung vào ngân khố của mình một cách hiệu quả, bất chấp trận chiến đang kéo dài. Và nó sẽ có tác động đáng kể lên GDP của Nga trong những năm tới. Cán cân tương quan giữa Nga và phương Tây đang thay đổi mạnh mẽ. Nga đã có hai động thái thách thức phương Tây. Trong khi đó, có một hồi chuông cảnh báo người Mỹ rằng họ đang cạn kiệt kho vũ khí vì Ukraine. Điều này đã khiến cho Washington chần chừ chi viện cho Kiev, bất chấp lời kêu gọi nhanh chóng chi viện từ các nước thuộc sườn phía đông của NATO. Vậy thì hai động thái nào của Nga khiến cho phương Tây phải tức khí mà không thể làm được gì? Hiện nay người ta đang chú ý tới động thái chùn bước của Mỹ và các nước phương Tây. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hoàng Hải xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Động thái thứ nhất, Nga thách thức cuộc chiến bằng tài sản khủng. Newsweek vào tháng 6 đã đưa tin rằng Nga đã chi viện 900 triệu đô la mỗi ngày cho cuộc chiến ở Ukraine. Như chúng ta đã thấy, cuộc chiến này kéo dài tới 170 ngày, nên tổng chi tiêu của Nga trong cuộc chiến sẽ dễ dàng vượt qua mức 150 tỷ USD. Nhưng con số đó vẫn là quá nhỏ so với những gì mà Nga sẽ thu được, một con số khủng lên tới 12.000 tỷ đô la. Khoản thu lợi nhuận gần bằng tổng sản phẩm quốc nội hàng năm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc. Hẳn là quý vị đang ngạc nhiên và hoài nghi về con số này, nhưng mà nó đã được tờ Washington Post tiết lộ trong bài báo của mình. Theo phân tích, Nga hiện đang kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của Ukraine, bao gồm năng lượng và các mỏ khoáng sản. Dựa trên đánh giá của Washington Post về 2.209 mỏ khoáng sản ở Ukraine, Moscow chiếm khoảng 63% than đá, 11% dầu mỏ, 20% khí đốt tự nhiên, 42% kim loại và 33% đất hiếm của Ukraine, bao gồm cả các khoáng sản quan trọng như lithium. Hơn nữa, một báo cáo của Business Insider cho thấy rằng Nga đã chiếm giữ 41 mỏ than từ Ukraine, 27 mỏ khí đốt tự nhiên, 14 mỏ khí propan, 9 mỏ dầu, 6 mỏ quặng sắt, cùng với một số mỏ như là titan, zirconium, strontium, lithium, uranium và vàng. Washington Post cũng ước tính rằng có khoảng 30 tỷ tấn than cứng. Tất cả số lượng này có giá trị khoảng 11,9 nghìn tỷ USD. Vâng thưa quý vị, gần 12.000 tỷ USD đang nằm trong các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine. Một con số khiến người ta phải phát sốt. Đặc biệt là trong thời điểm mà phương Tây hô hào trừng phạt Nga để cắt đứt nguồn thu tài chính của nước này, nhằm khiến cho cỗ máy chiến tranh của Nga buộc phải dừng lại. Sau đó là hàng loạt các lời kêu gọi tịch thu tài sản của Nga để đưa về Ukraine tái thiết đất nước. Vậy thì, tái thiết gì ở đây khi mà Nga đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ ở những vùng đất mà họ đã kiểm soát được ở Ukraine? Cho nên có thể thấy rằng, về cơ bản thì con số tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài không có ý nghĩa nhiều trong tham vọng cắt đứt nguồn tài chính của Moscow để dừng chiến của phương Tây. Từ quan điểm của Nga mà nói, những kho báu mà họ đang sở hữu ở cuộc chiến Ukraine là yếu tố để thay đổi cuộc chơi. Khi phương Tây nghĩ rằng nền kinh tế của Nga sẽ phải kiệt quệ vì cuộc chiến kéo dài, vào thời điểm mà thế giới đang phát cuồng vì xuất khẩu năng lượng giá rẻ của Nga, các mỏ than và năng lượng của Ukraine có thể giúp cho Moscow thiết lập một vị thế độc quyền tại các thị trường quan trọng hơn như là Ấn Độ và Trung Quốc. Hơn nữa, việc Nga nắm trong tay nguồn dự trữ lithium của Ukraine có thể giúp cho nước này hỗ trợ ngành sản xuất pin điện và phát triển lĩnh vực xe điện của riêng mình. Sự giàu có về khoáng sản của Ukraine cũng sẽ giúp cho Điện Kremlin củng cố trữ lượng vàng và uranium vốn rất quý báu. Như vậy có thể thấy rằng, chiến lược quân sự đặc biệt của Nga về cơ bản không chỉ là lợi ích quân sự chính trị hay là an ninh quốc gia, mà ẩn sau đó là những lợi ích về kinh tế to lớn của đất nước này. Ví dụ, việc chiếm được Mariupol, trung tâm công nghiệp của Ukraine, đã được chứng minh là rất có lợi cho nền kinh tế Nga. Thành phố được biết đến như là một thành trì luyện kim cho các xưởng luyện gang thép, sản xuất máy móc hạng nặng và sửa chữa tàu thuyền. Metivest là tập đoàn luyện kim hàng đầu của Ukraine, sở hữu một số nhà máy thép lớn nhất đất nước này ở Mariupol. Mariupol cũng là một cảng quan trọng đối với Ukraine. Đây là cảng biển lớn nhất trong khu vực biển Azov. Nó đóng vai trò là cơ sở xuất khẩu chính để vận chuyển ngũ cốc, sắt thép và máy móc hạng nặng sang châu Âu và các nước Trung Đông như Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ. Thông qua Mariupol,
Nga thực tế đã giành được quyền kiểm soát 80% đường bờ biển đen của Ukraine cùng với nguồn tài nguyên biển rộng lớn. Điều này chắc chắn sẽ giúp cho ngành đánh cá của Nga phát triển với tốc độ chưa từng thấy. Nhìn chung, cuộc chiến của Nga ở Ukraine là một sự đánh đổi, trong đó người Nga chấp nhận những tổn thất về ngắn hạn để có được những lợi ích lâu dài. Chiến tranh có thể khiến nền kinh tế Nga bị tổn thương trong 1 hoặc 2 năm nữa. Nhưng mà cuối cùng, nguồn lợi giá trị 12.000 tỷ USD sẽ viết lại câu chuyện nền kinh tế Nga. Hiện tại, GDP hàng năm của Nga đạt khoảng 1,7 nghìn tỷ USD. Ngay cả khi Nga phải mất vài năm nữa để khai thác lượng tài sản chiếm được từ Ukraine, thì nó vẫn sẽ khiến cho các nền tảng cơ bản của nền kinh tế Nga trở nên mạnh mẽ và ổn định hơn. Tổng sản phẩm quốc nội của Nga sẽ tăng thêm một khoản trị giá là 1 hoặc 2 nghìn tỷ đô la mỗi năm trong 1 hoặc 2 thập kỷ tới. Nước này có thể dễ dàng vượt qua các quốc gia như là Brazil, Anh, Pháp để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, những thành quả từ chiến tranh mà họ thu được từ Ukraine. Cho nên, không ít nhà quan sát đã đánh giá rằng chiến dịch quân sự của Nga về cơ bản đã thành công rực rỡ. Động thái thứ hai, thân thiết với Thổ Nhĩ Kỳ để phá NATO từ bên trong. Vào ngày 12 tháng 8, The New York Times đã đăng tải một bài báo có tựa đề là Tại sao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lại phải phát triển một mối quan hệ gần gũi như vậy? Putin cần các đồng minh, còn Erdogan cũng cần được củng cố. Trong bài viết này, các tác giả cho rằng sự hợp tác giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gây ra khó chịu cho các nước phương Tây. Những thách thức đã đưa hai vị Tổng thống này đến gần nhau hơn bao giờ hết. Họ đã gặp nhau 2 lần trong 3 tuần qua. Mối quan hệ này đang gây ra sự khó chịu đối với các đồng minh NATO của Erdogan, khi ông ta tạo ra một lỗ hổng đáng kể trong con đập trừng phạt mà phương Tây đang cố gắng hết sức để xây dựng. Tác giả bài viết cũng lưu ý rằng Ankara đã từ chối hỗ trợ các lệnh trừng phạt chống lại Liên bang Nga. Họ đang xem xét khả năng hợp tác với các ngân hàng Nga đang bị trừng phạt. Thổ Nhĩ Kỳ cũng chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng của Nga. Theo tác giả, thì mong muốn duy trì quan hệ với Nga của Erdogan gắn liền với thái độ sẵn sàng hợp tác cùng có lợi của ông Putin. Trước đó, cựu đặc phái viên Mỹ tại NATO Ivo Daler đã cho biết rằng trong số các nước tham gia Liên minh Bắc Đại Tây Dương, ông Putin có mối quan hệ hữu nghị với Erdogan, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và cả với cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. Và động thái gần đây của Qatar khi cung cấp khí đốt cho Ý thay vì Đức đã được giới quan sát đánh giá chính là có sự điều khiển hậu trường của Nga với thông điệp rằng các bạn hãy tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác với chúng tôi. Chỉ cần các bạn có thiện ý thì chúng tôi sẽ có thiện tình. Thông tin về việc Qatar cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho Ý thay vì Đức đã được truyền thông Đức báo cáo. Và hẳn quý vị còn nhớ, vào tháng 3, người đứng đầu Bộ Kinh tế Đức là Robert Habeck đã công bố một thỏa thuận hợp tác với Qatar trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có khả năng cung cấp khí hóa lỏng cho Đức. Ấy thế mà giờ đây Qatar lại cung cấp khí đốt cho Ý chứ không phải là Đức. Giới phân tích cho rằng, đây là kết quả của cuộc đàm phán đã thất bại về nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng dài hạn giữa Đức và Qatar vào hồi tháng 5 vừa qua. Bất luận là Nga có đứng sau hành động của Qatar hay không, thì nhưng rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng Đức đã đau đớn khi mất đi hy vọng Qatar có thể cứu mình trong mùa đông này. Đức chỉ còn một con đường duy nhất thôi, đó chính là Nga. Và khi Đức chính thức quy hàng Nga, thì điều gì sẽ xảy ra đối với NATO? Đây là điều mà không mấy tốt lành đối với liên minh quân sự mạnh nhất thế giới này. Kính thưa quý vị, trong khi phương Tây đang vò đầu bứt tai để tìm kiếm những giải pháp điều trị cho chính những tổn thương kinh tế của mình, thì đương nhiên mối quan tâm của phương Tây dành cho Ukraine cũng theo đó mà suy giảm. Nguy cơ Ukraine bị bỏ rơi đang hiện hữu trước mắt và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang dần mất sự ủng hộ của phương Tây. Có 2 tín hiệu cho thấy điều này. Tín hiệu thứ nhất, tố cáo Ukraine tấn công Crimea. Lầu Năm Góc đã thừa nhận rằng các vụ nổ tại căn cứ không quân Sakhi của Nga ở Crimea là do các cuộc pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này được nêu trong một tuyên bố chính thức được công bố trên trang web của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Vào ngày 9 tháng 8, Ukraine đã bắn vào căn cứ không quân Sakhi nằm ở Crimea, Lầu Năm Góc cho biết. Người ta đã cáo buộc rằng vụ nổ này liên quan đến một hệ thống tên lửa chiến thuật mà Hoa Kỳ đã không cung cấp cho Ukraine. Hệ thống này có thể bắn viên đạn đi 190 dặm và xa hơn so với đạn dành cho các hệ thống tên lửa cơ động mà Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine. Thông điệp cũng xác nhận rằng nhà máy năng lượng hạt nhân Zaporizhzhia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga và nói về một số thành công của lực lượng vũ trang Ukraine, mà không nêu rõ rằng họ nói chính xác về thành công nào. Trước đó, Lầu Năm Góc đã bác bỏ thông tin Washington bàn giao vũ khí có tầm xa đủ để cho Kiev có thể tấn công vào các cơ sở quân sự của Crimea. Như vậy thì có thể thấy rằng Mỹ đang tìm cách để chối bỏ việc nước này cung cấp vũ khí để Ukraine thực hiện cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga,
Nói đơn giản thì đây chính là né tránh việc đối đầu trực tiếp với Nga, tránh trường hợp Nga coi đây là hành động tuyên chiến khi tấn công vào lãnh thổ của mình, sau đó thì leo thang đáp trả Hoa Kỳ. Nói cách khác là Mỹ đang vạch ra một ranh giới rất rõ ràng với Ukraine. Giờ đây, người Mỹ đang lo sợ Ukraine có thể đặt họ vào tình thế nguy hiểm, cho nên Mỹ gửi tới Ukraine một tín hiệu khác. Tín hiệu thứ hai, Mỹ chần chừ gửi vũ khí cho Ukraine. Ukraine có nguy cơ bị bỏ lại nếu không có hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS mà Mỹ hiện đang cung cấp cho nước này. Đại tá thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu Max Kasian đã chia sẻ ý kiến này của mình trên Newsweek. Ông dự đoán rằng nguồn cung cấp hệ thống tên lửa động cơ cao HIMARS cho Ukraine sẽ cạn kiệt trong vòng 3 hoặc 4 tháng tới. Thậm chí có người cho rằng chúng sẽ kết thúc trong thời gian ngắn hơn. Bây giờ thì Mỹ đã cảnh báo phương Tây về nguy cơ kiệt quệ viện trợ cho Ukraine. Các nước phương Tây cần xây dựng một chiến lược để tránh tình trạng này. Ý kiến này cũng được cộng sự cao cấp Gerald Hyman thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế viết trên tạp chí The National Interest của Mỹ. Ông ấy chỉ ra rằng phương Tây đang chi hàng tỷ đô la để cung cấp vũ khí cho Kiev, trong khi Nga có một lượng lớn xe bọc thép, tên lửa và nhiều loại vũ khí khác nhau trong kho vũ khí của mình. Theo nhà phân tích thì những gì đang xảy ra giống như là một cuộc chiến tiêu hao, đang dẫn đến một bế tắc lâu dài và đau đớn hơn. Ông Hyman chỉ ra rằng mặc dù phương Tây sẵn sàng giúp đỡ Ukraine, nhưng điều này sẽ không kéo dài. Một cuộc xung đột kéo dài sẽ khiến cho phương Tây nghi ngờ khả năng thành công khi đầu tư vào Ukraine. Ngoài ra, các đồng minh của họ cũng đang phải hứng chịu lạm phát cao. Tác giả viết rằng, các vết nứt đã hình thành trong mặt trận chính trị thống nhất trước đây ở Mỹ. Một số đảng viên Đảng Cộng Hòa hiện đã phản đối việc tiếp tục tài trợ không kiểm soát cho Ukraine. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron từ lâu đã phản đối sự sỉ nhục của phương Tây dành cho Nga. Và tình hình ở Ý hiện tại đang gợi nhớ nhiều hơn đến thời kỳ hậu chiến tranh thế giới thứ hai. Do đó, chủ nghĩa anh hùng của người Ukraine có vẻ như là không cần thiết đối với phương Tây trong tương lai. Các đồng minh NATO cùng với ông Zelensky cần phát triển một chiến lược khả thi lâu dài, một kế hoạch với các mục tiêu thực tế. Ông Hyman đã kết luận như vậy. Cho nên bây giờ thì các nước sườn đông của NATO hay là bất kỳ một ai khác có kêu gọi nhanh chóng viện trợ vũ khí cho Ukraine đi nữa, thì e rằng điều này cũng rất khó khăn. Ukraine đang ở trong tình cảnh có thể bị bỏ rơi bất kỳ lúc nào. Đối với phương Tây mà nói thì việc ông Zelensky sớm thỏa hiệp với Nga là điều rất cần thiết. Còn nếu như chính quyền Zelensky tiếp tục leo thang, hiếu chiến, thậm chí là chơi trò dậu đổ bìm leo, thì con đường lui của họ cuối cùng cũng không còn nữa. Bởi vậy mà vấn đề phương Tây thúc giục ông Zelensky thừa nhận thất bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Và khi Kiev thừa nhận và buộc phải thỏa hiệp thì đồng nghĩa với việc mất đi một phần lãnh thổ của mình cho Nga. Chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý, phần mất đó đều là những huyết mạch cho nền kinh tế của Ukraine. Nói cách khác, Nga đang nắm giữ phần xương sống nền kinh tế đất nước này. Nó sẽ khiến cho phương Tây, dù có muốn đánh gục Nga trong dài hạn đi nữa thì cũng không dễ dàng gì. Vấn đề này chúng ta đã nói ở phần đầu của video. Cho nên cuộc chiến này đối với Nga mà nói, những mất mát mà họ có thể gánh chịu chỉ là một bước lùi để chiến thắng trong tương lai mà thôi. Nói cách khác là được nhiều hơn mất. Bởi vậy mà không ít nhà phân tích chính trị đã cho rằng, về cơ bản, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã thành công. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem kết quả cuối cùng của cuộc chiến này là như thế nào. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.